Ai gọi con? Con tìm hiểu gia đình con bé Chi sao rồi? Dạ, gia đình Chi hiện đang vướng vào nhiều khoản nợ, còn dính vào bọn xã hội đen, cho nên suốt ngày bị bọn chúng đe dọa. Còn Chi thì làm rất là nhiều công việc nhưng vẫn không đủ trả nợ cho ba mẹ cô ấy. Vậy thì quá tốt rồi. Dạ, ý bà là sao? À không, nè, con mau chuẩn bị tiền để trả nợ cho Chi đi. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà bà ơi, sao bà lại quan tâm Chi như vậy vậy bà? Chuyện đến nước này, bà cũng không muốn giấu con nữa. Lúc trước, bà kêu con đi theo dõi gia đình thằng Khôi đó. Thì thật ra, bà Lệ, bà nội của thằng Khôi, là người yêu cũ của ông Màu. Trước khi ông bà lấy nhau, ba của thằng Khôi chính là con riêng của ông. Ông có con riêng hả bà? Vậy là có thêm người thừa kế tập đoàn Minh Quang. Đã đến lúc thằng Quân phải học cách trưởng thành. Bà cần phải nhanh chóng tìm được một người có thể trị được nó. Và con bé Chi chính là người như vậy. Sẵn đây, bà cũng muốn nhắc lại cho con nhớ. Con đừng có tơ tưởng tới thằng Quân nữa. Nhiệm vụ của con là hỗ trợ nó để nó nhanh chóng trở thành người tiếp quản tập đoàn. Sau khi mọi việc ổn thỏa, bà sẽ tìm mối khác cho con. Dạ, con biết. Còn nữa, chuyện thằng Khôi là cháu riêng của ông Màu, con khoan hãy cho thằng Quân biết. Nó mà nhắm giao được quyền tiếp quản tập đoàn cho cái thằng cháu Quang đó thì nó sẽ giao luôn mà không thèm cố gắng nữa đâu, biết chưa? Sẵn đây, bà cũng muốn nhắc lại cho con nhớ. Con đừng có tơ tưởng tới thằng Quân nữa. Nhiệm vụ của con là hỗ trợ nó để nó nhanh chóng trở thành người tiếp quản tập đoàn. Sau khi mọi việc ổn thỏa, bà sẽ tìm mối khác cho con. Ngay cái chuyện riêng tư của mình mà cũng muốn can thiệp. Bà cứ chờ đó đi, mọi chuyện sẽ không theo ý bà đâu. Cô có sao không vậy? Là anh hả? Cảm ơn anh. Tôi không sao. Lần trước gặp cô và Quân ở quán ăn, tôi có hơi quá lời. Cô cho tôi xin lỗi nha. Không cần đâu. Tôi biết là cô dè chừng tôi vì tôi đã nộp đơn vào Minh Quang. Nhưng từ giờ trở đi, cô không cần phải như vậy nữa. Vì tôi đã quyết định rút khỏi Minh Quang, tôi đã ứng tuyển với một công ty khác rồi. Điều tôi cần là chỉ muốn cô thừa nhận năng lực của tôi mà thôi. Anh có biết là anh cứ nói đi nói lại về một chuyện gì đó là anh đang rất để bụng về chuyện đó. Anh cứ nói là anh không nhất thiết vào Minh Quang, rằng anh đã nộp hồ sơ vào một công ty khác. Anh càng cố giải thích thì càng làm cho tôi suy nghĩ là không biết những lời anh nói có đúng hay không. Mà đúng hay không thì cũng có liên quan gì tới tôi chứ. Cô có sao không? Không sao. Cảm ơn. Về rồi hả? Nãy giờ tao chờ mày quá trời luôn á. À, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây đi rồi nói. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. À, thấy không? Mua nguyên con gà về luôn.
chờ mà nhậu nãy giờ chưa chấm mút được một miếng nào. Nè, vô đây, này. Đó, nhường cho mày cục bự luôn á nha. Vài cục nhỏ thôi, nè. Nè, rốt cuộc à, giờ có kế sách gì không? Hả? Chứ mà thấy hôm đó, ai cũng biết hết trơn rồi. Chỉ có mỗi mình thằng Quân á, rồi không biết thôi. Không thấy không? Tôi biết luôn nha. Từ từ đó ba. Đợi thời cơ thích hợp, mình nói cũng không muộn. Ừ, nè hả? Bà Nhân mới gọi kìa. Để sao? Bà cứ nghe đi. Bà mở lô ngoài nha. Alo. Ngày mai tôi muốn gặp cậu. À, được thôi. Ở đâu? Chỗ cũ. Rồi, biết rồi. Vậy nha. Bà muốn gặp tao, chắc chắn bà có kế sách gì đó đó. Giờ sao? Mai tao sẽ làm theo ý của mày. Hai cha con định làm gì vậy? Làm gì đâu, đang nhậu không thấy hả? Má, không có gì đâu, má đừng có lo quá. Tất cả những chuyện con với ba làm cũng muốn gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Đúng rồi đó. Làm gì thì làm, đừng có làm quá nha. Làm quá làm sao? Biết gì làm quá. Thôi mệt quá, đi vô ngủ giùm tôi cái đi. Thôi ba ngồi nhậu đi nha. Con mệt rồi, con vô ngủ đi. Má vô ngủ đi má. Tính ra thằng con mình nó thông minh thiệt chứ. Mà con gà này cũng ngon thiệt chứ. Cái gì vậy cô? Cậu đừng có làm bộ nữa. Đây không phải là mục đích ban đầu của cậu khi tiếp cận gia đình tôi hay sao? Trong này là số tiền đủ để gia đình cậu sống thoải mái ít nhất vài năm. Cậu hãy nhận lấy và đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa. Cái chiêu này cô đã từng sử dụng với má của tôi, bây giờ tính sử dụng lại với tôi nữa hả? Xin lỗi, tôi không thể làm theo được. Quả nhiên là tôi không nhìn lầm người. Tham vọng của cậu là không nhỏ đúng không? Rốt cuộc là cậu muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói con số cụ thể đi. Tôi không có cần tiền. Cái tôi cần đã có rồi. Đó là tình cảm của ba dành cho tôi. Cô đừng có làm thêm cái gì nữa. Cô càng làm thì hình ảnh của cô càng xấu trong mắt của ba tôi thôi. Không chừng ba tôi không tin cô nữa đó. Cậu! Cậu bây giờ luôn miệng nói là mình chỉ cần tình cảm chứ không cần tiền đúng không? Được thôi, coi như tôi tạm tin cậu. Và để chứng tỏ cho tôi biết lòng tin của tôi không đặt lầm chỗ, thì cậu càng phải đi xa. Xa chừng nào tốt chừng nấy. Không phải để tốt cho tôi đâu, mà là tốt cho ba của cậu. Cậu cũng biết rồi đó, ba của cậu bây giờ là chủ tịch một tập đoàn lớn. Thanh danh của ổng, công chuyện làm ăn của ổng, khách hàng, đối tác, gia đình, đời tư của mọi người trong nhà đều bị dòm ngó. Chỉ cần một chút điều tiếng thôi cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Vậy mà bây giờ bỗng dưng cậu thình lình xuất hiện, người ta sẽ biết được ông Màu phụ bạc người xưa bỏ con không lo suốt mấy chục năm trời. Vậy thì thử hỏi áp lực của dư luận, của truyền thông đổ ập xuống đầu ba của cậu sẽ khủng khiếp như thế nào. Cậu nói là cậu cần tình cảm đúng không? Cậu thương ba của cậu mà. Vậy thì cậu cũng phải biết nghĩ cho ổng một chút chứ. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ thay ông Màu chu cấp cho gia đình cậu. Bao nhiêu năm khổ nghèo rồi, nói gì thì nói, tiền vẫn cần thiết hơn chứ. Hãy cầm lấy và chứng tỏ cho tôi thấy cậu thương ba của cậu như thế nào đi.
Cô à, con cảm ơn cô nhiều lắm. Thật ra những gì mà cô vừa nói con chưa từng nghĩ ra. Nếu vì nhận con mà ba con phải chịu nhiều tai tiếng như vậy, thôi thì con sẽ cố gắng chịu đựng để cho ba con được bình an. Con sẽ nhận số tiền này của cô và con sẽ đi thật xa, sẽ không quay về đi gặp ba con nữa. Mặc dù con thương ba con lắm, cô đừng lo, con hứa chắc chắn con sẽ làm. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.